từ 8 giờ 15 sáng hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã diễn ra phiên phúc thẩm xử em Nguyễn Mai Trung Tuấn, một thiếu niên còn trong hạn tuổi vị thành niên với tội danh cố ý gây thương tích. Đây là phiên tòa thứ 3 trong 2 lần sơ thẩm và phúc thẩm. Luật sư bảo vệ cho Tuấn chứng minh rằng bản cáo trạng đối với em hoàn toàn không phù hợp vì quá nhiều sơ hở, không đủ căn cứ kết tội. Thẩm phán Lê Hùng Cường ngồi ghế chủ tọa phiên tòa, thay thế cho thẩm phán Lê Quang Hùng trước đó đã được phân công làm chủ tọa phiên tòa hôm nay. Sự thay đổi này xuất phát từ đề nghị của các luật sư sau khi ông Hùng trả lời báo chí rằng phiên sơ thẩm đã xử đúng theo trình tự mà pháp luật cho phép. Các luật sư lo ngại ông Hùng sẽ giữ y án trong phiên phúc thẩm vì đã đưa ra nhận xét bất lợi cho bị cáo trước khi phiên tòa khai mạc. Phiên phúc thẩm lần thứ nhất được tòa dời lại vì yêu cầu của các luật sư thẩm tra lại giấy xác nhận mức thương tật của công an viên Nguyễn Văn Thủy là không đáng tin cậy. Các luật sư cũng yêu cầu cần có mặt thêm bị hại, giám định viên. Nguyễn Mai Trung Tuấn sinh năm 2000, bị buộc tội cố ý gây thương tích theo khoản 3 điều 104 Bộ Luật Hình sự Việt Nam do đã tạt axit vào đoàn cưỡng chế và bị Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tuyên án 4 năm 6 tháng tù vào ngày 24 tháng 11 năm 2015. Em Tuấn cũng bị tòa yêu cầu bồi thường cho bị hại là công an Nguyễn Văn Thủy 42 triệu 600 ngàn đồng. Hơn 100 người từ các nơi đổ về phiên tòa từ sáng sớm, nhưng không ai được vào tham dự. Tòa án cho đặt loa phía trước nhưng lại không mở loa, khiến người dân trước tòa bức xúc, phản ứng rất mạnh. Cha mẹ của em Nguyễn Mai Trung Tuấn là hai ông bà Nguyễn Trung Cang và Mai Thị Kim Hương, hiện đang phải thụ án tù. Họ bị buộc tội chống người thi hành công vụ khi phản ứng lại đoàn cưỡng chế tấn công vào nhà của họ vào ngày 14 tháng 4 năm ngoái. Có 9 luật sư tham gia phiên xử Nguyễn Mai Trung Tuấn vào sáng hôm nay. Vào lúc 12 giờ trưa, công an, dân phòng đã bao vây và xô sát với người dân trước cửa tòa án. Có một dân oan bị bắt nhưng chưa rõ tên. Trên đường đến tòa, chúng tôi vượt qua đến 5-7 trạm vòng gác công an chặn. Mà người lực lượng bảo vệ trật tự thì đứng trên vỉa hè. Cái người đi dự tòa phải đi dưới lòng đường. Khi vào phiên tòa thì không được vào tòa mà nghe bè. Có lúc còn không nói nghe được gì. Ngồi vạ vật trên thềm ngoài sân của tòa. Phiên tòa ngày hôm nay thì không có chính xác, không đúng pháp luật. Mặc dù tuyên phạt chỉ là 2 năm 6 tháng tù, nhưng cái phạt như thế này là không đúng pháp luật. Bởi vì giám định pháp y thì sai, giám định ở tại Long An thì không đúng với lại giám định của bệnh viện Chợ Rẫy. Diễn biến cái vụ xử hôm nay là có ngàn nhiều cái quật khúc không xác thật, còn em tính còn bị nhiều oan ức. Thấy phần trình bày của luật sư là tôi rất hài lòng, mà tôi thấy là kết án là cái đó là tôi không bằng lòng, là em tính vô tội, tôi muốn thả tự do cho em tính. Vào lúc 12 giờ rưỡi, tòa bắt đầu nghị án. Trước đó, Viện Kiểm sát đề nghị giảm án cho Nguyễn Mai Trung Tuấn xuống còn 2 năm 6 tháng tù cho tới 3 năm. Lúc 2 giờ 30 chiều, tòa tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn, không chấp nhận kiến nghị của các luật sư hủy án sơ thẩm và trả tự do cho bị cáo Nguyễn Mai Trung Tuấn. Tòa phúc thẩm khẳng định tội trạng của Tuấn là đúng và do bị cáo chưa được 16 tuổi nên tòa xem xét giảm án cho bị cáo xuống còn 2 năm 6 tháng tù giam. Tôi thấy bản án này đối với gia đình tôi là Nguyễn Trung Tài và của gia đình Nguyễn Mai Trung Tuấn là rất là bức xúc, là bị án oan sai. Bản án này theo tôi nghĩ bản án thứ nhất là trái pháp luật, oan sai và có mang tính chất là trừng phạt, răn đe và đàn áp, chứ không phải tính cách giáo dục một cái thiếu niên vị thành niên. Dù muốn dù không thì cái thông tin truyền thông của mình ở bên ngoài cũng chấn động, cho nên bên này tòa án bên này cũng sợ, thành thử ra họ ráng, họ ép để mà như vậy, chứ theo lẽ là bị tăng án là đúng hơn.